Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Thì hôm nay mình đã tiếp tục chia sẻ cho cả nhà về dự án đường vành đai. Thì chính xác nhất đó chính là đường vành đai 3. Thì cái đường vành đai 3 này là đường vành đai nó sẽ là cái đường bao quanh của thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Thì mình xin được nói sơ bộ như thế này, thì đường vành đai 3 đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Thì đường vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 98 km, được duyệt 10 năm trước. Nhưng mà hiện tại thì toàn tuyến chỉ ở cái đoạn mà Tân Vạn đến Bình Chuẩn dài hơn 16 km ở Bình Dương hoàn thành. Trong các đoạn còn lại thì Bộ Giao thông Vận tải đã duyệt hai dự án thành phần, là cái đoạn dự án 1A ở tỉnh lộ 25B nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và thành phần của dự án thứ hai là 1B cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xa lộ Hà Nội Thành phố Thủ Đức. Các dự án thành phần 2A, 2B, đoạn 3, đoạn 4 đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Thì như thế thì cả nhà cũng biết được, thì cái dự án này nó chia ra rất là nhiều giai đoạn. Thì dự án 1A đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai dài 8,7 km, tổng mức đầu tư 7.576 tỷ đồng, được tài trợ từ vốn ODA của Hàn Quốc. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng dự án này trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện gần 1.600 tỷ đồng, tăng 1.450 tỷ đồng so với trước. Sở Giao thông Vận tải đang kiến nghị thành phố nguồn nghiên cứu nguồn vốn để khởi công dự án. Và dự án 1B nằm toàn bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 9 km, thực hiện theo hình thức BOT. Ngân sách thành phố sẽ bố trí giải phóng mặt bằng đoạn này khi kinh phí hơn 5.300 tỷ đồng, và các dự án còn lại sẽ đầu tư theo hình thức BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao. Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương liên quan giải phóng mặt bằng và trung ương hỗ trợ một phần xây lắp nếu không cân đối được tài chính. Dự kiến nguồn lực làm các dự án này tại thành phố sẽ được cân đối từ tỷ lệ vốn ngân sách được giữ lại và khai thác quỹ đất dọc tuyến. Có thể nói đây là định hướng chung để đầu tư các dự án thuộc vành đai 3 sắp tới. Dự án nào cấp bách, các bên sẽ phân cấp và phối hợp triển khai đồng bộ dưới sự điều phối của Bộ Giao thông Vận tải. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nói và cho biết, trường hợp dự án đi qua hai địa phương sẽ có đánh giá tổng thể, chọn bên chủ trì đảm nhận thực hiện kêu gọi đầu tư. Thì kinh phí giải phóng mặt bằng là làm các dự án thành phần thuộc vành đai 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hơn 26.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Mức này thì vừa được Sở Giao thông Vận tải báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kiến nghị đưa dự án vào danh mục sẽ đầu tư giai đoạn trung hạn 2021 đến 2025. Thành phố sẽ cân đối vốn ngân sách giải phóng mặt bằng các dự án thuộc vành đai 3 trên địa bàn, tương tự các tỉnh khác có dự án đi qua. Việc này thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giao các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng và làm các công việc liên quan để đầu tư tuyến đường. Bộ Giao thông Vận tải sẽ có vai trò điều phối thực hiện các dự án. Thì liên quan giải phóng mặt bằng vành đai 3 á, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, sắp tới chính phủ sẽ trình Quốc hội để đề nghị nghị quyết giao tỉnh thành có thẩm quyền giải phóng mặt bằng khi dự án đi qua địa phương. Do đó, nơi nào làm chậm sẽ phải chịu trách nhiệm. Bộ Giao thông Vận tải cũng lập báo cáo chia dự án thành phần theo các địa phương hoặc gặp lại theo tỉnh thành phần liền kề nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc triển khai. Thì cả nhà cũng thấy rồi đó, thì hiện tại thì dự án đường vành đai 3 thì chia ra rất là nhiều giai đoạn và nhiều dự án khác nhau trên một cái tuyến dự án đường vành đai 3. Cho nên hiện tại thì cả nhà cũng thấy thì chỉ với hoàn thành cái đoạn 16 km ở khu vực Tân Vạn Bình Chuẩn của khu vực của tỉnh Bình Dương, mà trong cái tổng số chiều dài trên cái dự án đường vành đai 3 là 98 km đó. Hiện tại thì đang kiến nghị để mà làm cái đoạn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì với cái mức tiền để giải phóng mặt bằng á,
là hơn 26.400 tỷ đồng. Đó thì đang trong quá trình kiến nghị phải đưa ra để làm cái đoạn thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thì mình có chút chia sẻ ngắn về cái dự án đường vành đai 3. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Thì nếu có thời gian và mình sẽ chia sẻ thực tế về cái đoạn ở dự án vành đai 3 ở một đoạn tiêu biểu đã hoàn thành trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Nhớ bấm like ủng hộ cho kênh và cũng như đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video nhé. Bye.